vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thì ở clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là mơ gắn gà nhé. Với clip này thì mình mang đó là mơ gắn gà đi rừng anh em ạ. Đối với mơ gắn gà thì anh em có thể mang đi SP, đi lén và cũng có thể đó là đi rừng. Tuy đi rừng thì mình không khuyến khích đó là anh em mang vào, nhưng mà thực tế ví dụ bể tướng của anh em hạn chế, bể tướng của anh em ít, thì anh em cũng có thể lập vác mơ gắn gà đi rừng cực kỳ là tốt. Mình nói không nói ý tốt ở đấy, đó là có thể, đó là cực kỳ là hiệu quả. Nhưng mà so với bể tướng của anh em ít đấy, thì anh em chơi mơ gắn gà cũng được nha anh em. Giai đoạn đầu game thì Natalia tem đích đó là có ý sáng cửa bóc, nhưng mình tem mình thì vào hỗ trợ nữa. Và cái chiến công đầu thì dành cho mình rồi, cái tôi cửa bóc anh em ạ, không tốt không tốt. Làm người lương thiện đi chứ. Ok, thì ở trận đấu này thì mình vác mơ gắn gà đi rừng luôn. Đối đầu với mình bên kia đó là vị tướng Triệu Vân anh em ạ. Thực tế thì lên rank cao, tầm cao thủ vài chục sáu thì thực sự là vác mơ gắn gà đi rừng thì sẽ bị chửi. Còn mà dạng rank thấp thấp nick này thì cũng mới tính anh cao thủ thôi, nên là đầu cao thủ thì nói chung cũng khá là dễ. Đặc biệt thì ví dụ anh em đang ở rank kim cương chẳng hạn, thì những bể tướng của anh em rất chỉ là hạn chế. Thì đối với mơ gắn gà thì không đòi hỏi kỹ năng cao mà lượng sát thương cũng như là nó mạnh đầu game nữa. Tốc độ phạm thì rất chỉ là ổn. Ngọc thì bình thường là anh em cũng có thể là chơi tốt rồi. Pha này thì điều vẫn đang dựa theo đó là mình tém mình, nhưng bị mình thả diều anh em ạ. 4 điểm, 5 điểm thì mình sẽ ra chiêu cuối phát nữa. Và lên bảng điểm số đến từ anh Trang đó là vấn cá của tém địch. Một phá gọi là rượt đuổi. Nhưng cuối cùng thì vấn cá đó là nhận ngáy, đó là cái kết đắng. Đối với mơ gắn gà thì là một chất tướng gọi là cũng không kén ngọc nữa, nên là anh em cũng có thể đó là tận dụng đó là sức mạnh đó. Ví dụ ngọc anh em hàn chỉ một xíu, anh em vẫn có thể chơi mơ gắn gà tốt. Bởi vì chất tướng của mơ gắn gà thì rất chỉ là khỏe và mạnh. Tuy là ngọc nó không được đó là đạt mắc tối đá thì nó vẫn rất chỉ là mạnh và hiệu quả nha. Và chơi mơ gắn gà thì một vị tướng quá là dễ rồi, vị tướng quốc dẫn, gần như là pháp sư quốc dẫn. Dễ chơi, leo rank hiệu quả, vô cùng khó chịu bởi khả năng rất độc và mạnh đầu game, đó là những điểm mạnh của mơ ăn gá. Còn điểm yếu của mơ ăn gá tất nhiên đó là đồ cờ đồng rồi. Và này thì mình sẽ bắt mít tém đi chạy đâu bạn ơi. Rồi lúc này cướp đúng không, lên bảng điểm số này, cái tôi cướp này. Khi bắt đối đầu với Natalia thì đừng có để nó zone combo là được anh em ạ. Thì khi đó thì sẽ chơi hiệu quả thôi. Còn để nó zone combo thì có thể là mình không sử dụng được chiêu thức nữa. Ở trận đấu này thì mình nhận xét về đội hình hai đội một xíu. Thì đội hình tém đi cũng khá là đẹp, khá là trâu. Triệu Vân này, thêm Vred, thêm đó là thú nữa. Xạ thủ thì tém bên địch đó là Lá Vĩ. Lá Vĩ thì mạnh cuối game thôi, đầu game thì khá là yếu. Triệu Vân tém địch, chát đó là ngủ. Gái gái, tự nhiên đó là ăn được một màn của mịt tém mình thì bắt đầu là chửi mịt tém mình rồi đây. Gọi là thể hiện. Ok, thì nói chung đối đầu với Triệu Vân ở giai đoạn đầu game thì mình cũng không e ngại cho lắm, nhưng mà cuối game là một câu chuyện khác nhá. Nhưng mà trận đấu này thì anh em thấy tém bên mình có bo tô rồi anh em ạ. Cũng tốt tình ấy, chắc có lẽ cũng biết chơi và chơi tốt đấy. Thế là không sao cả rồi, pha này Triệu Vân này giật độc một phát tiền Triệu Vân lên bảng điểm số. Vẫn xả đám được anh em ạ, sấy đến từ Natalia, mình vẫn đang còn xíu máu. Và Natalia đó là túi là chạy được, nhưng cuối cùng thì cũng phải lên bảng điểm số. Bởi cái khả năng rất độc của mơ gắn gá, đó là đồ khó chịu của vị tướng này nha anh em. Cho dù anh em đó là có chạy được, nhưng mà dính trên đỉnh đầu của tém địch 5 điểm rồi, thì chắc chắn là lượng sát thương nó cứ rất độc từ từ chạy được vào trụ ngụm. À, cái nữa thì thực sự cực kỳ là khó chịu luôn. Mình gặp vị tướng này đôi lúc cũng khó chịu như vậy anh em ạ. Nên là vì thế nhiều khi thì cũng nhạt chạy luôn, gọi là ở lại chơi luôn. Một là ăn được, hai một lán cả, hai là ngả về không thôi. Con chạy thì cũng có thể là ngả về không luôn. Ôi thôi xong rồi, pha này Natalia nó cướp được con rơi rồi. Không sao cả anh em ạ, mất rơi thì tán những mục tiêu khác thôi. Ôi cẩn thận, á thú nó vào cướp bua nha.
mình sẽ kéo con bua ra nhẹ một xíu. Ok, ăn bua thành công rồi, vậy là ổn rồi. Thì hiện tại đang thấy đó là triều vấn của tém địch lại hàng rồng. Và này thì không biết đó tém mình có giữ được hay không ấy. Mình sẽ lại hỗ trợ nhẹ một xíu nhá, bo tô rô của tém mình thì khá là thấp máu rồi. Bây giờ thì lại bắt luôn. Này thì Nataa cướp giới, này thì cướp giới này. 3 điểm này, 4 điểm này, 5 điểm này, rất độc một phát này. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Ôi, pha này 36 kế chuôn là thường sạch thôi. Ai nhánh người đó sống nhá, ai nhánh người đó sống nhá. Ôi, xa thủ tém mình. Xa thủ tém mình đáng con. Đó là lao lên nữa ấy. Lao lên phát rồi, bắn một phát rồi lại tốc biến bỏ chạy. Phát đó thì mình cũng hến này anh em ạ. Chỉ cần là một xíu nữa thôi là mình cũng lên bảng điểm số luôn rồi. Rất may là không phải lên bảng điểm số. Chỉ phát đỏ mất cái màn chấm dứt thì cũng cung cấp cho tém địch khá là nhiều vàng. Khi bây giờ mình sở hữu đó là 7 màng màng thân thánh rồi. Ở trận đấu này thì về giai đoạn cuối game thì mình nghĩ là tè hai bên thì cũng 50-50 thôi. Tém bên mình thì Zuka cũng mạnh cuối game, Vio mạnh cuối game. Mình thì cũng ổn, Viera cũng ổn. Còn tém bên địch thì giai đoạn cuối game cũng trấu cũng khỏe nữa. Nên là 50-50 thôi anh em ạ. Kèo đổi đâu giữa Zuka và A Thu thì chắc có lẽ là Zuka khó để ăn được A Thu rồi. Chứ tưởng A Thu thì nó bây giờ thay đổi hồi phục cực kỳ là tốt luôn. Mỗi giấy thì nó hồi 2% máu nữa nên cho dù nó thấp máu thì đứng một thôi. Rồi nó lại hồi đó đủ cấy máu thôi. Thì tất nhiên đi rừng nhưng mình vẫn trình bày cho anh em đó là về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Meranga nhá. Bây giờ thì lên gánh nhẹ một xíu này, không biết có hiệu quả hay không. Hiện tại bây giờ thì Zuka tém mình đó là solo với A Thu, nhưng mà thấy bóng dáng mình A Thu lui vào trụ rồi, pha này lấy trụ được này. Rồi bây giờ thì cứ quăng chiêu một vào thôi, nó lên đẹp lính thì nó sẽ dính điểm độc 5 điểm thôi nhá. Nhưng pha này mình chưa giật độc, mình cứ chơi triều vẫn 5 điểm tiếp, giật phát là được hai người luôn. Uầy, Zuka tém mình làm gì vậy, combo chết hết cỏ rồi. Nhưng mà rất may thì pha đổ Zuka cũng ăn được cuồng ngộ khống nữa là ngon rồi. Zuka tém mình thì nghĩ là lại ăn giới, nhưng cuối cùng thì thấy mình đó là combat, thấy mình đó là chơi A Thu. Nên là Zuka tém mình lại đó chơi luôn. Pha này thì đáng thấy đó là Natalia này chơi không? Chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu? 4 điểm, 5 điểm đây này, rất độc một phát này. Liệu có tiền Natalia tém địch lên bảng điểm số được hay không? Uầy, không được rồi anh em à, pha đỏ thì chưa đủ đám nha. Về chiêu thức của Meranga thì có lẽ là ai cũng biết rồi, quá là dễ luôn. Quáng chiêu 1. Chiêu 1 thì anh em có thể là quáng được 2 lần luôn anh em ơi. Rồi chiêu 2 thôi. Rồi sử dụng đó là chiêu cuối. Nhưng mà anh em quan trọng nhất là anh em tích được điểm vào đối phương. Tức là khi anh em quáng chiêu thì sẽ tích được điểm vào trên đỉnh đầu của đối phương. Tối đá đó là 5 điểm, khi đủ 5 điểm thì anh em sẽ giật độc chiêu cuối nhá. Giật độc chiêu cuối thì khi đó anh em mới thấm và thốn được. Chứ anh em mà chưa đủ điểm, ôi pha này Natalia này giật độc một phát này, lên bảng điểm số này. Quay trở lại chơi luôn đó là A Thu ấy. Với khả năng hồi phục của Meranga nữa thì anh em thấy hồi máu kính chưa? Thì khi mà trên đỉnh đầu của Meranga ấy có cái biểu tượng đấy, ví dụ như 2 điểm thì bây giờ lượng máu hồi phục của Meranga thì lại tốt nữa. Nên anh em thấy thì nãy giờ mình trước cân đó là biến về anh em ạ. Cả trận đó là trước cân đó là biến về lần nào hết. Bởi khả năng hồi phục của Meranga cực kỳ là tốt. Ở trận đấu này thì mình thấy đó là Natalia tém địch chơi kém ấy. Combo gọi là chưa chuẩn luôn, chứ tưởng Natalia chơi cũng khó chứ không phải dễ ấy, bởi vì chiêu thức nào cũng định hướng cả. Anh em mà sử dụng chiêu hài mà gọi là không hợp lý phạt thì thôi rồi luôn ấy. Gọi là auto trượt. Hơn nữa trận đấu này thì tém bên mình cũng lợi thế lớn rồi, nên là khá là dễ đánh anh em ạ. Đây, pha này Natalia này, ôi đó, xoáy trật lật đây. Ông này chắc là tẹt tướng rồi. Mình nhớ ông nhầm thì hình như đó là ông này thông thạo C hay là thông thạo B gì đó anh em ơi. Nên là vì thế thì chơi rất là kém luôn. Pha này thì rất độc luôn này, lên bảng điểm số này. Anh em thấy thì Vezret là một chất tướng cũng khá là cứng cáp. Nhưng bây giờ thì mình giật độc phạt nào thì thẩm phạt đó luôn rồi. Với Natalia không phải là chất tướng dễ chơi, Meranga còn dễ chơi anh em ạ. Meranga thì chiếu thư canh nhắm sử dụng khá là dễ trên diện rồng ấy. Còn Natalia thì nó khó chơi ấy. Mình lúc trước
lúc mới chơi Liên Quân tập chơi ấy thì cũng gọi là chiêu thức auto trượt luôn. Bởi vì chiêu thức nó thì định hướng mà chiêu hai trúng thì anh em có thể zone combo tốt được. Còn trật phạt rồi thì nhiều khi trật phạt luôn. Về trang bị dành cho Merganga đi rừng thì tất nhiên đi rừng thì mình sẽ lên gươm lâu ghi cho nó rồi. Một món đồ đi rừng của sát thương phép. Tiếp đến sẽ lên cho nó, đó là đôi giày kiên cường để kháng hiệu khống chế. Sau đó thì mình sẽ lên cho nó, đó là cái mặt nạ xuyên giáp phép nhá. Sau đó thì sẽ lên cho nó vương miền. Xong cái vương miền rồi thì mình sẽ lên hoàn thiện cho nó một món đồ xuyên giáp phép, đó là trường hồn mãng. Sau đó lên cái trường băng để giúp gia tăng khả năng, đó là khống chế làm trầm thêm địch. Và cuối cùng đó là mình sẽ lên cho nó quả cầu băng sướng. Đó là build đồ mình sử dụng dành cho đó là vị tướng Merganga này anh em ạ. Ok, pha này chơi được này, rồi bắt luôn. Rồi chạy đâu bạn ơi, ôi Natalia tem địch tốc biến rồi. Rồi giật độc một phát á thu lên bảng điểm số này. Tầm này thì đám của mình to rồi anh em ạ, nên là giật độc những vị tướng chẳng như á thu thì cũng khá là dễ rồi. Pha này chơi không mình sẽ bắt luôn Natalia tem địch này. Ông Natalia này tẹt tướng mà, trời ơi chết biệt combo luôn ấy. Combo của Natalia đó là 2, 1, cuối 1. Nhưng mà ông này thì gọi là combo có khí con trật lật này anh em ạ, sử dụng đó là chiêu hái trúng rồi. Nhưng mà sử dụng chiêu cuối thì lại trật lật nữa, pha này bắn trù chơi luôn này. Có quả cầu bắn sướng rồi mà, rồi pha này 3 điểm này, 4 điểm này, lên bảng điểm số này. Bắt đây quả cầu bắn sướng để né đám tư trù. Ok, vậy là rụt lui một cách an toàn rồi, xà thủ tém địch ra thì cũng bộc hơi luôn. Bị mình đó là giật độc và lên bảng điểm số luôn. 15 mạng. Thế lên trận đấu này dễ quá anh em ạ. Chưa bao giờ gặp một trận đấu dễ thế này, giật độc luôn này. À thủ tém địch thì phải gọi là chạy xíu chậm luôn. Với cái bùa đỏ kết hợp thêm cái trường bắn nữa, kết hợp thêm đó là chiêu thức của Merganga nữa thì thực sự đối phương lết chứ khó mà chạy luôn đấy. Nãy giờ thì không thấy đó triều vẫn gãy nữa anh em ơi. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu nổ đám đó là má chủ. Thì quá đó thì giúp đó là Merganga để phát huy tối đa sức mạnh về cái lượng đám luôn. Còn về bảng ngọc thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ sẽ đến cho nó một viên tỷ lệ chỉ mang, và 9 viên còn lại thì sẽ lên cho nó cống phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím tốc đánh tốc chay, và ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép. Với bảng ngọc này thì Merganga có cái lượng tốc đánh cực kỳ là tốt nhất, tích điểm đội tài nhanh hơn. Pha này giật độc một phát này, xa thủ tém địch túi chay được, nhưng cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số rồi. Đối với Merganga mà có thêm bút xanh nữa thì chả phạt nào, đó là tại nhân đôi sức mạnh này anh em ạ. Bắt luôn Merganga, anh em đã bắt luôn Natalia tem địch. Cái tôi ở giai đoạn đầu game đinh sát cửa anh em ạ. Rồi bắt triều vấn luôn này, triều vấn này, vấn cá này, bổ vào đó là xà thủ tém mình. Nhưng cuối cùng thì vấn cá cũng lên bảng điểm số luôn. Cái tôi gãy anh em ạ, cái tôi chửi. Bắt luôn này, á thú có huấn chương trói kháng phép rồi đúng không? Á thú thì chạy được rồi, pha này thì chắc có lẽ trận đấu sẽ kết thúc ở đấy. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ, leo rank thành công.